Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà nha. Bữa nay cha mình cho được hai con rắn nè cả nhà. Đó. Để em mở ra cho cả nhà xem. Cung ngon quá, cung ngon. Mày cặp máy kinh nữa có sao không? Cặp máy ruộng nữa. Cái này hai con rắn hổ hành nha. Cái này cha mình đi bắt á, được hai con. Để em bắt cái con bự ra. Bắt được không anh? Cái con này thì cha nói là làm nó nhẹ nhẹ. Ôi. Để nó xảy phải không? Cầm cầm hai tay ngon. Chưa, để em đẻ này lại. Thôi. Bữa nay là Kumon bắt rắn luôn nha cả nhà. Ui. Có hung nó không? Nó mới kỳ. Sao cái mặt không còn miếng máu nữa vậy? Nó mới nhát em nè. Cái này nó cũng hiền lắm, mình làm nhẹ nhẹ á. Cái hai con rắn này thì bữa nay hai anh em mình làm cái món là cháo rắn nha. À, cháo rắn rắn trộn gỏi. Đó. Ui, nhìn nó mập ú anh. Con này bự. Con kia nó nhỏ hơn này một tí. Ôi, nhìn đã ghê luôn. Bây giờ anh em mình hai con rắn này hai anh em mình đi mần nha. Đó, dơ dơ cao cao lên thôi. Nét. Cao tí tí nữa được không? Nét. bữa nay mình cho Kumon bắt rắn luôn nha cả nhà. Đó, con này rắn hổ hành nó hiền khô à. Nó làm nhẹ đó nha. Ừ. Sao nó quay ngược lại em nè? À, chở vô và tìm con rắn nó nhảy xuống kình luôn. Đây, đi anh phần đây. Cái này mình nắm cái đuôi nó anh. Ừ. Còn nè, còn con nữa mà con này nó nhỏ hơn tí xíu. Để em cho nó cho vô. Nó vô. Xuống. Rồi. Rồi tấm lâm ơi. Đi, anh em mình đi xuống dưới kia mà. Trời ơi, như đây là thịt không luôn á. Em đi về nha. Đi về sao đi hướng này? Giờ hai anh em mình đi xuống dưới tuốt với mấy cây mát mát đó. Rồi cái hai anh em mình mần con hai con rắn nè. Ê, còn vỏ đậu nữa mon. Sách vỏ đậu nữa kìa. Quên. Đi quay giới thiệu cái quên luôn. Ở đây thì anh em mình cũng có mần xong rồi cả nhà. Nó hai con rắn. Con rắn này bự hả mon? Thịt nhiều. Thịt không à? Nó mập ú ú à. Cái rắn này á, thì bữa nay anh em mình nấu cháo. Nấu cháo xong rồi cái anh em mình vớt ra, cái anh em mình xé trộn với gỏi bắp chuối sáp nha. Ê, chuối sáp sáng mình cũng có hái được một trái bắp chuối sáp nè. Nó mới trổ có ba nải không? Ba nải hay bốn nải gì á. Đó, lát mình trộn chung nha. Mà bắp chuối trộn gỏi ăn ngon rồi. Với ở đây mình cũng có cắt thêm mớ rau đắng nè. Đó. Rau đắng này để lát mình ăn kèm với núm. Với cái này rau răm nữa, hành. Ôi, ăn cháo mà có rau đắng rồi, hết sảy luôn. Giờ để mình, cái rắn này thì mình chặt khúc khúc ra. Rồi tí nữa cái mình xào xăng nó mình cho vô cháo. Này ha. Cho nó khúc khúc lấy xé rồi vậy. Cái này mình, rắn này mình rút xương cũng được nữa. Anh em mình làm đây thì anh em mình cho vô cái nồi luôn á. Chừng nào chín cái anh em mình vớt ra thì lúc xưa xé sạch. Kiểu như mình bỏ xương vô trong cái nồi cháo cái mình nấu cái mình lấy cái nước đó luôn á anh. Ừ, cháo ngọt. bữa nay cô Von bắt rắn luôn. Con rắn này nó hiền khô à. Giờ nãy em thả ra cho chạy đua. Nó hiền hơn con rắn rắn trung mà của anh bắt nữa. Rắn trung mà của anh bắt á mà cái kiểu như mình làm nó đau á, cái là nó quay là nó chích à.
Bạn rắn này em để ý là mình phải nắm nó nhẹ nhẹ thôi. À, nắm cái đuôi với mình bỏ cái bụng đó. Mình tính ăn này có miệng khô. Rắn này thì cha mình trồng ở trong cái rừng mướp á, cái bắt được 2 con nè. Cái hôm nay cha mình cho hai anh em mình quay clip. Cái khúc khúc đã. Cái này mà lát mình để nguyên cốt á, mình mốt vô cái chén á, mình cạp luôn rồi. Lát cái đuôi anh để nguyên cái luôn cho cô ngon. Đó. Tới 2 cái đuôi được. Cái này bây giờ để mình xắt cái bắp chuối á. Mình cho miếng tắc vô. Xắt cái bắp chuối ra, lát cái anh em mình trong gỏi. Cái này nặng tắc vô cho nó không có bị đen. Rửa, để anh rửa cái tấm thớt á. Cái này mình cháy tỏi nha. Cái tỏi với có mấy cái đầu xả mình đập dập dập. Đùi gà cho nó thơm. Để lá là 2, 4, 6, 7, 7 cái đùi gà. Cho 7 cái. Lá có cái đó nó đã thơm á. Cái này mình xào săn mấy con rắn trước nha. Rồi cái mình đổ nước vô mình luộc luôn. Hết chứ luôn. Mấy cái phút nó đã dầu. Cái tỏi vô cái nó bay mùi thơm nữa nè. Mình hấp dẫn luôn. Lát té ra còn gỏi còn dĩ, ngon dữ dằn nữa. Rồi, cái này nó săn vậy, anh em mình cho nước vô nha. Cái này á, mình luộc vậy nè, cái cho nó chín. Chín con rắn xong rồi cái anh em mình vớt ra. Vớt ra mình cho gạo vô nha. Rồi anh em mình để rắn nãy giờ cũng sôi nè. Bây giờ mình vớt ra nha. Vớt này ra đặng mình xé trộn gỏi. Nhìn nhão quá anh. Chín rồi. Cái này vớt ra mình để tí xíu á, cho nó nguội đi rồi xé. Rồi. Ở đây anh em mình cũng có rang gạo nè. Gạo này mình rang á, mình cho vô luôn nha. Hết luôn. Hút cho nó nhờ đi. Đem đút củi vô thêm. Rồi. Ở đây thì mình cũng có cho tắc với đường với nước mắm nha. Mình trộn gỏi á. Đem cho vô đây luôn. Cho nó chua chua ngọt. Gỏi chuối này. Gỏi chuối sáp này ăn đã lắm. Chưa, anh cho này thêm nữa. Đó. Rồi, cho thêm đó thôi. Hết luôn. Trời ơi. Thì sao nó lên màu dữ trời. Lên màu à. Mà có ớt vô cái nó ăn nó cay cay á. Nó ngon ha. Xong cái lát nó chảnh mỏ luôn. Rồi, ở đây thì rắn á, mình cũng có xé ra nè cả nhà. Đó, mình xé ra mấy cái da nè. Rồi, cô mô thử miếng da không? Đó, anh cho miếng da nè. Miếng da ngon. Ừ, xin mời cả nhà nha. Nghe nó thực thực á anh. Đã. Cái này mình trộn vô hết luôn đi. Rồi. Cái giờ anh em mình trộn lên đây. Xong rồi cái tí nữa anh em mình cho ra dĩa con gà nha. Giờ để mình qua mình múc cháo. Rồi cháo này anh em mình cũng có nêm nếm rồi á. Bây giờ mình cho ra cái nồi lẩu nha. Mình lên mình bắt cho nó ngon. Có bỏ mấy cái xương con rắn nữa nè cả nhà. Đó, cho nó ra nước ngọt. Cái xương nãy anh em mình lấy thịt ra. Xong cho cái xương vô lại á. Cái này để lát anh em mình cho thêm đậu hành vô nữa. Cháo này nó nhiều rồi. Rồi món quá sẵn chỗ đi món. Dạ. Ở đây thì anh em mình á cho cái rắn nè, gỏi rắn ra ngoài cái dĩa có rắc hành phi với đậu phộng. Rồi thêm tí rau răm.
Ở đây thì mình ăn kèm với nước mắm trong nha. Thêm vài lát ớt nữa. Với ở đây có rau đắng. Rau đắng để lát mình ăn chung á, thì em cho miếng rau đắng vô. Nó gió hơi lớn á là cái lâu sôi cái nồi. Rau đắng này là ở nhà mình trồng nha cả nhà. Non chèo. Non chèo à. Bên đây nữa, bên đây có thêm tô ớt nữa. Rồi để anh khui nè. Đó. Rồi. Để anh cho miếng ớt vô. Cay cay cho nó ngon á. Nó có bò viên nữa nè Mon. Bò viên quá trời luôn. Bò viên rồi đùi gà nữa nè. Có mấy đầu hành nữa. Ừ. Cái này nãy có rắc tiêu vô á, cái đó thôi. Không. Để anh thử miếng gỏi nha. Đó. Rồi mời cả nhà nha. Cái này mình thấy cái gì ở gỏi chất lượng vậy đó. Anh nào thấy da rắn là anh phái à. Hết sảy mọi người. Ôi. Cái rắn á, mình trộn nãy á, mình bóp á, chua ngọt của tắc với đường nước mắm vô chua ngọt, có cái bắp chuối nó giòn giòn với cái da rắn này nè, nó nở ra rồi cả nhà, nó nở ra mình ăn vô cái vị nó còn hơi giòn với nó ngon. Cháo này thì mình ăn kèm với cái rau đắng như là nó. Chứ mấy cái cháo này là không giờ thiếu rau đắng được. Hồi nãy mấy cái xương của mình á, mình lấy thịt ra mình có cho lại vô cái nồi cháo á để nấu lấy cái nước cho ngon. Làm miếng nữa. Hết sảy luôn. Làm nguyên cái da đi. Trộn mấy cái bắp chuối vậy anh phá. Gặp bắp chuối sáp nữa. Gặp đang đói bụng. Mình ngồi đây trời hỏi gió mát à. Đã gì đâu luôn. Cái này mà trời mà mưa đâm đâm á. Đang mưa nè. Mình quay á nãy giờ trời mưa râm râm mà không có mưa lớn, mưa râm râm rồi. Được không ạ? Dạ. Đem cho miếng dao nè. Cho thêm miếng cháo vô luôn. Đó, cái da rắn này nha. Cho em chi miếng ớt anh. Ăn ớt nữa hả? Vô, em cho nó cay cay. Ừ. Xanh thì cho à. Có xanh nào phải có đỏ nữa. Không mà mình ăn cháo húp húp á. Cái có tiêu đồ ớt đồ vô á nó ngon á. Đi trời mà kiểu hơi chuyển mưa á. Hết sảy luôn á. Em làm miếng gỏi nè. Xin mời cả nhà nha. Gỏi nè anh trộn với dừa ăn đã, đập thêm cái da rắn nữa nó giòn. Biết có gì nữa không mình? Có thêm bò viên. Mà công nhận con rắn hổ hành này á, nó thịt không à, da nó ăn cũng ngon nữa. Mà hình như là rắn mà mắc là rắn hổ hành á. Thường là nấu lẩu hoặc là nấu cháo vậy nè, gỏi rồi á, nó có thịt nhiều á. Rồi phải dùng mấy con mà bự á. Con bự như cái con nãy mà anh em mình dơ lên á, con chặn nhiều được. Con chó này nè, đó. Ui cái đuôi luôn. Cái đuôi ngon nhất á. Cái nồi cháo này á anh, ai mà bị cảm á, hấp trong cái nồi cháo này là hết cảm luôn.
Nóng. Bánh còn gói mà. Còn. Cái gói này bữa nay anh trộn ngon rồi. Mưa luôn. Cái rắn này á, mình trộn với mà cái gì nữa, củ hành trắng á, củ hành tây phải không? Hành tây. Củ hành tây á mình trộn với nó cũng được, hoặc là bắp chuối rồi giống như gà xé phai vậy nè, thịt nó nè. Ôi mưa luôn. Mà bắp chuối mà được bắp chuối sáp à. Riêng cái nữa là mình thích ăn cháo á, cái kiểu như gạo mà đen nó hơi vàng vàng tí á, nó bỏ vô nấu nó nhừ ra húp ngon. Canh bò viên nữa nha. Có luôn, trời. Thiên mãi giùm cái đùi gà luôn ha. Cái đùi gà để lát sao đi chứ giờ nó nóng. Đưa cái chén anh cho này nè mọi người. Thật không? Thật không luôn. Đây, ông cho lại này nè. Với một đùm dao luôn. Cái này ăn tựa tựa giống như mà gà xé khoai em ơi. Cái da đắng như da gà đó. Nó giòn. Bữa nay lần đầu của Mon bắt con rắn bự vậy cả nhà. Trời ơi, sợ nó cắn. Ảnh xanh mặt luôn. Mà mình thấy nó cũng hiền. Nó hình khô rồi, rắn hoành hình khô. Có cái nãy cái anh lúc mà đầu cầm nó lên á, cái nó quay qua nó phì không gái. Cái đó mà gặp rắn nước á, rắn nước là nó táp à. Rắn nước dữ. Con rắn hoành này với con rắn trùng, mà con này hiền hơn rắn trùng nữa. Con rắn trùng khi nào mà mình làm đau á, là nó mới cắn. Mà bữa nào cả nhà làm mà trộn gỏi giống của anh em mình nè, ăn cháo ngon. Trộn gỏi bắp chuối. Mấy cây chuối sáp ở nhà của Mon á, ăn liếc hết ráo luôn, tôi lỗi luôn. Mấy cây đó còn ba ống nải mới ra phải không? Khi mà đợi mà nó ra mà kiểu như ra hết rồi á, cái bắp chuối nó nhỏ xíu rồi. Thường thường mấy cái bắp chuối nó cao, mấy bắp chuối sáp á. Rồi ăn nồi cháo nữa được á. Thôi để em lấy cái tô ạ.
Để bữa nào anh em mình đi chặt mấy cái măng tươi á, cái sẵn anh em mình làm lại cái bàn luôn, chặt tre á, làm nguyên bàn tre luôn cho nó già ra một tí nữa. Mà anh còn gỏi không anh? Còn. Mẹ còn mấy cái bò viên kìa. Nãy giờ nó trọng á, nó hút mấy nước nóng. Mà để lên kiểu ăn giống như ăn lẩu vậy nào, thấy không ngon. Gói mà mới già, được không? Ngon. Bên còn da không? Còn. Bên em còn không. Nãy mình có bỏ sả vô không? Cái nồi cháo nó thơm, cái có mùi sả nữa. Anh nghe nói ăn rán hổ hành này thơm cái mùi hành á. Nè nãy cũng có bỏ hành vô đây nè. Rồi. Sao mát dữ trời. Trời mưa ngoài sao mưa tới luôn. Mùi sao đây mùi. Trời chưa phun sương nữa. Cùng anh chưa ăn kịp cái chén cháo nữa. Thôi tới đây anh em mình cũng xin kết thúc video đây nha. Chưa hết gỏi nữa. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Nhớ like, chia sẻ cả nhà.